về nói thiệt xa, bởi quê hương mỗi người chỉ một đôi gì thay thế được người ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
in không phải ai mà bánh bông lan ô. Cô có bán hột vịt lộn không cô? Trời ơi anh này anh ghẹo em ghê vậy đó. Chắc anh nghe lộn quá. Anh ủng hộ giùm em cái bánh bông lan đi anh ba. Cô nói cái câu đó tôi nghe tôi còn tự ái hơn nữa đó. Buôn bán gì mà người ta hỏi em bán nhiêu chục nhiêu cái, hỏi hoài đâu có chịu trả lời. Cứ rau hoài ế mà rau lớn nữa hay không? Sáng giờ bán ế quá anh ba ơi. Nghe anh hỏi nè. Dạ. Nhiêu cái hả? Sáng 10.000, chiều bán 5.000. Vậy được á. Gói cho tôi 2 cái đi. Thôi anh mảo em thúng luôn đi. Thôi mảo thúng gì sao tôi ăn hết. Cô ta để thành nhường mảo đi. Nói cô nghe nè, buôn bán của rau xuông như vậy bà con cô bác không bao giờ mua ở đâu. Em phải vừa hát vừa rau, người ta thấy thương người ta mua ủng hộ mình à. Biết hát không? Dạ, dạ anh nghe em rau nghe. Rồi, rau đi anh hát. Ai bánh bông lan hồn. Ta anh rau phụ nha. Nghe dạ. Nè. Anh rau đi anh. Bông lan cánh sắn nhụy vàng, qua thương cô nàng khéo nương bánh bông lan. Con đò lúc mình mà tên mang, quen hơi nhỏ tiên qua gian tìm nhiên. Quen hơi nhỏ tiên qua gian mà tìm. Cô hai ơi, cái bông lan nó nhụy vàng cắt trắng, còn cái bánh bông lan cánh vàng nhụy nó cũng vàng luôn. Dạ vậy luôn mà thấy chắc lâu thì trong bụng thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về tôi ở luôn nơi này. Sao cô hai đến tinh đã không nói một lời? Ông bà mình thường bảo thấy có ăn thì phải có nói, mà sao sáng giờ cô hai có hạ tiện từng lời từng tiếng vậy cô hai? Dạ phải đó anh ba. Sao? Ông bà mình có bảo hệ có ăn thì có nói. Đúng rồi. Nhưng mà từ sáng giờ vợ ba học có ăn anh ta ơi. Nói nhiều sáng giờ tôi nếm cần chục cái bánh bông lan rồi á. Nè chắc là tôi phải ở đây nói hoài cho tới không có dám hối. Vậy cho nỡ lòng nào mà cô hai hối cũng chưa được đoạn. Cô hai ơi. Dạ ơi. Nghe tôi nói nè. Trong khi cùng tại cái mùi vị của bánh bông lan, mà từ ở trên xứ côi tôi đặng lội xuống tới dưới này. Ủa xứ anh ta không có. Chắc nhờ người ta bột thiếu mai, cho nên tôi mới nhớ hoài. Cảm ơn anh ba nghe. Ở nhà ba má tôi xây bột khổ cô, không có phải tôi. Ủa nó giọt phải hả? À, chắc nhờ tay nướng khéo đó cô hai à. Chèn đất ơi, mấy đứa em đây mà nó bừng lắm á. Anh ba ơi. Không phải luôn hả? Dạ không phải. Sao cô ám gì cô hai? Chẳng lẽ tuốt cái chú quê của tôi á, mà tôi nặng lội lên tới tên này chỉ vì tôi nhớ. Nhớ. Dạ, nhớ gì nhớ ba? Nhớ bánh bông lan. Vậy mà em tưởng anh nhớ. Tôi quảng cáo bự cỡ này mà nó còn ế. Nhớ. Tôi nói tôi nhớ bánh bông lan là tôi nhớ cô đó. Bây giờ hiểu ý tôi nói lại tôi nghe coi. Bông lan mà ấm biết ngày thương anh đổi câu hò tiên hả? Dạ đúng rồi. Con đò dạp đò lên đời, quen môi nhớ miên qua giang tìm mình. Qua giang tìm mình. Anh ba ơi.
khúc gái đêm về xưa anh má vô. Cô ơi không được có mấy bữa đâu mà cô phải bằng lòng. Trời ơi chứ không lẽ cho anh một thương á, một lò đem về nước bắn ăn luôn hả anh ta? Tôi nghe vợ chồng á Cường với Trúc nói cái nghề làm bánh bông lan đâu phải ai làm cũng được nghe không? Phải học hỏi cho đàng hoàng nè, mà còn phải khéo tay nữa đó cô hai. Vậy ông mấy anh ba về đưa chị ba xuống, rồi ba má em không có xấu một ma giấu nghề. Tôi thấy tình cảm tôi đâu ra ác ý với cô đâu mà nói gì. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Ủa nhìn tôi liếc liếc không hỏi gì hết trời. Anh ba ơi. Ôi. Nói gì nói chứ lát bảo luôn thú nha. Tôi biết rồi. Cô ý tôi hỏi muốn hỏi tôi là có vợ chưa không? Nếu cô làm tốt hỏi vậy tôi cũng cảm ơn cô. Mà ngậm một điều là tôi chưa có vợ. Trời ơi cái tuần tuổi này mà chữa cái vợ ai tin? Từng tuổi này mà tôi còn ở vậy có mình ơn nè. Chắc lọc lừa kém chọn lắm có phải không anh ba? Cô hai ơi. Cũng có lọc lừa cũng ghen tròn gì đâu, cũng tại cho mùi dĩ bánh bông lan mà cả đời cũng quên không được. Anh ba ơi em đây làm mai anh cô bạn, làm bánh bông lan yếu nhất nơi này. Cô ác chữ hào, nãy giờ cô nói gì cô có bàn đá đơn sợ vậy? Cô nói gần nói xa chẳng qua cô nói thiệt khổ thật đi cô nha. Tuốt như quê tôi lặn lội lên tới tên này chỉ vì tôi nhớ. Nhớ gì vậy ba? Nhớ tôi nhớ xuân tàn nè bé ơi, nhớ xuân trang nói đại đi cái vòng vòng qua lại hoài à. Cảm ơn quý vị rất nhiều.